xin chào các bạn hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái thiết bị nó rất chi là nhỏ nhưng nó cũng khá quan trọng ở trong cái bình nóng lạnh mà nhiều người không biết đến cái tác dụng của nó và nhiều người có khi bỏ cái thiết bị này luôn đó chính là cái van giảm áp hay là cái van một chiều này nó có công dụng là vừa giảm áp này à, vừa tích hợp cái van một chiều ở bên trong một cái thiết bị này luôn cái thiết bị này nó rất chi là quan trọng trong cái bình nóng lạnh nhá và đây cũng là một cái nguyên nhân để làm sao cái cái điện của chúng ta nó tiêu tốn nhiều hay là ít thì cũng là do cái van như này, này vậy cái cấu tạo của cái van này nó như thế nào thì thực ra cái cấu tạo của cái van này thì bên trong nó sẽ có một cái lò xo so và nó sẽ cho nước đi một chiều đây là đường nước vào các bạn nhé các bạn để ý này một cái bình nóng lạnh thì cái đường màu xanh thì sẽ là cái đường nước vào còn đường màu đỏ là biểu thị nước nóng là cái đường nước ra và cái van một chiều hay là cái van giảm áp này nó sẽ lắp ở cái đường nước vào thì ở bên trong của nó thì nó sẽ có một cái lò xo và có một cái lá thì cái lò xo này nó sẽ đẩy cái lá để nó chặn cái nước có nghĩa là khi mà nước nó đi ngược ra thì cái lò xo nó đẩy cái lá đấy và nó chặn còn nước khi mà nước vào ấy, thì cái áp lực nước nó đủ lớn thì lúc đấy nó sẽ đẩy cái lò xo nén vào và nó sẽ mở cái lá đấy ra thì lập tức là nước nó sẽ đi vào thì đấy là cái van một chiều đồng thời nó sẽ tích hợp thêm một cái van giảm áp thì các bạn có thể nhìn thấy ở phía ngoài đây đây nó có một cái ngạnh ra như này cái ngạnh ra như này chính là cái đường giảm áp và khi mà bình nóng lạnh khi mà chúng ta đun ấy, thì nước nó sẽ nóng lên và nước nóng lên thì nó sẽ tạo áp suất lớn và nó sẽ sinh ra một cái áp suất nếu như mà nó lớn quá mà nó không có đường thoát thì dẫn đến là nó sẽ gây ra hiện tượng nứt hoặc nổ bình chính cái van một chiều này nó có tác dụng là giảm áp đây các bạn có thể thấy đây khi mà áp lực nước lớn nhá thì nó sẽ đẩy đẩy cái cái cần này ra này, đây, mình đẩy ra và nước nó sẽ xì ra, các bạn để ý này đó, đây nước nó sẽ xì ra. Các bạn uh, test thử cái bình nước uh, nóng lạnh ở nhà của mình ấy, nếu như mà gạt cái cần này mà nước nó ra thì chứng tỏ là cái hệ thống van giảm áp này là nó vẫn còn hoạt động ổn. Vậy cái công dụng chính của cái van một chiều hay là cái van giảm áp bình nóng lạnh này là gì? Nó có ba cái công dụng chính. Công dụng thứ nhất nó là chống cạn và chống cháy bình. Nếu như mà trường hợp mà nước nó hết chẳng hạn đúng không ạ? Ví dụ không may mà nước nó bị ngắt À, dẫn đến là nếu như chúng ta không có cái van một chiều này thì nước nó sẽ tự động nó chảy ngược từ trong cái bình này ra nước nó sẽ chảy ngược ra dẫn đến bên trong cái bình nó sẽ không còn nước nữa và chúng ta không biết chúng ta lại bật cái bình lên dẫn đến là cái dây may so nó sẽ bị đốt nóng mà nó không có nước và nếu như mà cái dây le nhiệt ở trong cái bình nóng lạnh nó hoạt động không tốt thì dẫn đến là sẽ cháy dây may so đấy là cái công dụng đầu tiên của cái van một chiều đó là chống cạn chống cháy Công dụng thứ hai của cái van một chiều đó chính là chống nổ bình. Thì như lúc nãy mình đã nói rồi, van một chiều nó sẽ tích hợp thêm một cái van gọi là cái van giảm áp đây. Cái bình nước nóng này khi mà nó nóng lên thì nó sẽ sinh ra một cái áp suất lớn. Và nếu mà nó không có đường thoát thì nó gây nổ. Thì cái van một chiều này nó tích hợp thêm cái van giảm áp và nó sẽ đẩy cái van này ra, nó đẩy cái cần này ra và nó sẽ xì nước ra. Như vậy là nó sẽ giảm áp ở trong cái bình này. Và cái công dụng thứ ba nó rất chi là thầm lặng, đó là tiết kiệm tiền cho chúng ta các bạn về biết vì sao nó tiết kiệm tiền không nếu như chúng ta không có cái van này nhá thì nước nóng ở bên trong này nó sẽ chảy ngược lại với cái đường nước lạnh này khi mà trong cái bình này nó được đun nóng lên rồi thì nó sẽ sinh ra một cái áp suất lớn và nó sẽ đẩy ngược cái nước nóng đấy nó ra cái đường nước lạnh như này và khi chúng ta sử dụng bình nước nóng lạnh bằng cách mở vòi sen thì cái đường nước nóng nó lại sẽ kéo theo cái đường này và đường nước lạnh nó lại kéo về sau đó chúng ta tắt vào sen thì nước nóng nó lại đẩy ngược theo cái đường này ra đường nước lạnh đấy thì các bạn thấy là tự dưng cái bình này nó lại phải đun cả một cái chiều dài dây này và có khi nó đun cả một cái két nước của chúng ta luôn nhé đó thì như vậy là có phải là lãng phí không? Bình thường là nước nó chỉ đun ở trong cái bình này thôi và bởi vì trong cái bình này nó có cái hệ thống giữ ấm, có các cái mút xốp để chúng ta giữ ấm. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta không có cái van một chiều này thì nước nóng thế nó cứ chảy ra. Đấy chính là cái nguyên nhân gây tốn điện của chúng ta mà nhiều người không biết. Đây mình đã tháo cái đường nước cấp khỏi cái van này rồi. Thì các bạn thấy ở trong này nó sẽ có một cái van một chiều này. Và một chiều sẽ có cái lò xo nó luôn luôn nén để nó chặn cái nước ở bên trong ra. Do đó là nếu mà chúng ta lắp cái van này vào thì chúng ta yên tâm một cái điều rằng là cái nước nóng ở bên trong bình nó sẽ không bị thoát ngược ra cái đường nước lạnh này. Còn khi mà đường nước lạnh nó vào ấy thì lập tức là nó sẽ đẩy cái van một chiều này nó sẽ đẩy lên. Đây mình ấn này, các bạn xem nước nó phì ra này. Đấy thấy không? Đấy. Các bạn thấy nước nó phì ra rất chi là mạnh luôn nhá. Đấy, đây chính là do bên trong này nó có một cái van một chiều nó chặn cái đường nước nóng cho chúng ta. Đây, mình sẽ có cái sơ đồ này mình giải thích rõ hơn cho các bạn về cái bình nóng lạnh này như nào. Thì cái bình nóng lạnh thì nó sẽ có một cái đường nước vào đúng không ạ? Thì đây là cái đường nước vào nhá. Đây là toàn bộ cái bình nóng lạnh này. Còn đây là cái đường nước ra này các bạn này. Thì các chỗ này nó sẽ lắp một cái van một chiều ở đây thì các bạn thấy là bên trong cái lõi bình nóng lạnh ấy thì cái đường vào và đường ra thì cái chiều cao của nó khác nhau nhé đường nước vào thì cái chiều cao của cái ống vào nó sẽ thấp hơn này còn cái đường nước ra thì cái chiều cao của nó sẽ cao hơn do đó khi mà cái đường nước vào đường nước vào nó sẽ đẩy nước vào và nó sẽ đến cái mức nước của cái đường nước ra là cái mức chỗ này và nó sẽ tạo một cái khoảng trống đấy bao giờ nó cũng sẽ có một cái khoảng trống nhé chứ nó không bao giờ nó bơm đầy cái bình này để khi mà cái dây mây so đây là cái dây mây so này nó được đun nóng lên thì cái nước nó nóng lên thì nó sẽ có cái khoảng trống để nó không bị giãn nở quá mức và nó sẽ hạn chế cái việc mà nứt hoặc là nổ bình mặc dù là ở van một chiều này nó có cái van xả áp rồi nhưng mà hầu như là cái van xả áp này nó rất ít khi là hoạt động nhé trừ trường hợp là chúng ta lắp ngược chiều có nghĩa là lắp đường nước vào vào cái đường màu đỏ đây, đường nước vào bằng màu đỏ và đường nước ra là màu xanh đấy là lắp ngược chiều lắp xa còn lắp đúng là đường nước vào màu xanh và đường nước ra màu đỏ đấy thì các bạn thấy không có nghĩa là với cái cấu tạo này thì khi mà đường nước vào thì lúc nào ở trong bình nó cũng sẽ đảm bảo một cái lượng nước nhất định nó nó luôn luôn ngập cái dây mây so này và dây máy so sẽ luôn luôn là được ngập trong nước và khi mà dây máy so có cắm điện đốt nóng lên thì sẽ không sợ bị cháy còn nếu mà chúng ta lắp ngược lại đúng không thì nước nó sẽ chảy ra nó cứ chảy ra thì nước nó mực nước nó chỉ ở dưới này thôi như vậy là cái dây máy so nó sẽ cạn đấy đấy là cái cấu tạo bên trong của nó thì khi mà các bạn biết cấu tạo bên trong này rồi, rồi thì các bạn thấy là tác dụng của van một chiều nó quan trọng như nào có nghĩa là cái van một chiều ở đây nó sẽ chặn cái đường nước đi ngược ra để làm sao cái bê nước ở bên trong bình nó sẽ không bị cạn đấy đấy chính là cái quan trọng và nó có tác dụng là chống chống cạn chống cháy của cái bình này là như vậy thì với cái cấu tạo về cái ống ra nó cao hơn ống vào như thế này thì khi mà cái dây máy son nó đun nóng lên thì nước của chúng ta nó nóng lên nó sẽ giãn nở ra đúng không ạ thì cái nước nóng ấy bao giờ nó cũng sẽ có xu hướng nó sẽ đẩy lên trên nó sẽ đẩy lên trên còn nước lạnh nó ở phía dưới do đó là nếu mà chúng ta muốn tiết kiệm điện ấy nhiều nhiều gia đình muốn tiết kiệm điện ấy cứ vừa tắm là cắm một tí rồi là đã tắm rồi đấy tắm xong cái là tắt đi luôn À, thì có nghĩa là người ta tận dụng cái nước nóng ở trên này chứ là người, người ta không muốn là đun nóng cả một cái bình như thế này mà người ta chỉ cần đun nóng một tí để tranh thủ tắm một tí thôi để tiết kiệm điện thì cái nước nóng nó sẽ ở phía trên này và nó sẽ đi theo cái đường ống ra này và chúng ta có thể là sử dụng được nước nóng hoặc là nước ấm luôn để sử dụng luôn còn cái nước lạnh thì nó sẽ tiếp tục nó đi đi vào theo cái đường này nó đi ở dưới nó đẩy lên rồi về cái cấu tạo như thế này thì các bạn thấy là cái van một chiều này nó cực kỳ quan trọng đúng không ạ mình thấy là cũng có nhiều nhà đó là cái nước vào của họ quá yếu dẫn đến là cái nước mà chảy vào cái bình nóng lạnh này nó rất chi là yếu và ra cái vòi hoa sen nó cũng khá yếu luôn và người ta xử lý bằng cách là người ta sẽ tháo cái van một chiều này ra và người ta sẽ độ lại cái lò xo có nghĩa là người ta cắt ngắn cái lò xo ở bên trong cái van một chiều này đi để làm sao cái đường nước vào nó dễ dàng hơn với cái trường hợp đấy nếu như cái lá mà nó vẫn đóng kín được thì vẫn dùng ok còn trường hợp mà nó lại không đóng được kín ấy, thì là từ gây tốn điện nhá bởi vì nước nóng nó sẽ chảy ngược ra ngoài còn có những gia đình ấy đường nước nó yếu và người ta bỏ hẳn cả cái van một chiều này luôn không sử dụng cái van một chiều này và người ta đấu trực tiếp cái đường nước vào vào cái đường màu xanh như này không không qua cái van một chiều nếu dùng như thế thì cực kỳ tốn điện luôn nước nóng bên trong được đun ra là luôn luôn chảy ra ngoài do đó nếu như mà cái van một chiều này có hỏng ấy thì các bạn cần phải kiểm tra kỹ và chúng ta sửa hoặc là thay thế mới nhá bởi vì tất nhiên là sau một thời gian sử dụng một vài năm đấy thì cái đường nước của chúng ta nó sẽ có canxi có cặn ấy thì nó cũng sẽ dẫn đến là nó có đóng cái cặn ở phía dưới này cái cái van ở phía dưới này dẫn đến nó sẽ bị hở và nước nó sẽ bị rỉ ra Đấy, trường hợp mà mình thấy là nước nó bị rỉ ra mà nó tốn điện và thứ hai là sờ vào cái dây đường nước vào này mà nó nóng nóng ấy, thì các bạn nên kiểm tra À, vệ sinh, nếu mà vệ sinh được thì chúng ta sẽ vệ sinh để là đảm bảo cái van nó hoạt động tốt, hoặc nếu không các bạn hãy mua mới bởi vì cái van này nó bán trên thị trường nó chỉ có vài chục nghìn một cái thôi chứ nó cũng không có đắt lắm, nhưng quan trọng nhất là nó tiết kiệm nước cho chúng ta và nó đảm bảo an toàn cho chúng ta. Vậy làm sao mà để chúng ta phát hiện ra được cái van một chiều này nó đang bị hỏng? Thì cách đơn giản thôi, à, nếu như các bạn sử dụng ấy mà các bạn thấy đầu tiên nó là tốn điện hơn thì các bạn phải nghĩ ngay đến van một chiều chúng ta sẽ mở ra chúng ta vệ sinh xem là van một chiều nó như thế nào thứ hai nếu như các bạn mà sờ vào cái đường dây nước cấp như thế này mà cảm thấy nó nóng nóng ấm ấm ấy, thì chứng tỏ là nước nóng đang bị trào ngược ra và van một chiều đang mất tác dụng thì các bạn cần phải sửa chữa thay thế vừa rồi thì mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn về cái công dụng cực kỳ quan trọng của cái van một chiều nhưng mà nhiều gia đình không biết đến và thường bỏ qua cái vấn đề này dẫn đến tốn điện và gây nguy hiểm cho gia đình mình rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nếu các bạn thấy video hay hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách này nhấn chuông đăng ký like chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn cảm ơn các bạn